người đường ông Xuân Hỷ. Cảm ơn khán giả, các bạn thật là tế nhị. Em không nghĩ là anh trai mặc như vậy luôn. Không, tội cái từ duyên dáng của anh em à. Anh duyên dáng ta mới mời nhiều. Cái đó là thiếu ăn xong mà qua ăn chụp. Lượt chơi tiếp theo anh mời Quang Yến và Xuân Nghị. Lần này hai em thì cái chủ đề nó cũng gần gũi với chúng ta thôi. Các loại cá. Chưa có điểm nè, cho nên anh để cho em thi trước. Đội phải tin vào Nghị. Em không biết cá gì Nghị cả. Nghị sẽ cố gắng hết sức. Chuẩn bị, thời gian bắt đầu. Nhanh lên. Cái loại này là loại cá mà cá không phải là cá hai mà là cá số mấy? Cái cá đó ba. Cá ba quay. Trùng khớp rồi. Ba quay rồi. Trùng khớp rồi. Nhanh lên Nghị ơi, đừng có cà râm Nghị ơi. Cá này là cá ghê ơi. Cá chê. Cá chê. Cá bỏ qua. Nhanh lên. Cá này là cá gần cái phượng á, cá phượng. Cá con. Cá rồng. Cá phượng. Cá rồng đúng rồi. Đúng rồi. Đứng sang lại. Đứng sang lại. Đứng lại cho anh chàng. Anh ơi, cá 1 2 3 4 5 6. Bảy màu. Lắm biết trước đáp án rồi. Không hề vậy mà cái chén gì sao tự nhiên bấm? Cái đó là cái do phản ứng của y chang kia thôi, nhưng mà nó may mắn. Vậy em chọn ai, em loại ai? Bạn này nha. Bạn này. Mà em im lặng. Không được nói. Đi ra khỏi cuộc chơi này. Hay quá lắm ơi. Mời. Bạn muốn đi đâu? Cái nơi mà bác Hồ ra đi tìm lượng của nước. Bến Trà Đồng. Chính xác. Em đi ở chỗ đi đâu? Em đi ở cái chỗ mà giữa cái đầm mình, nó cái đầm mình nó có cái này nè. Bát Sơn. Cái này nè, cái đầm mình có cái này nè. Nhà thờ Đức Bà. Dạ. Chơm ra cái cầu. Bạn muốn đi đâu? Chơm ra cái cầu nổi tiếng ở Đà Nẵng á. Cầu Rồng. Trùng khớp rồi, đứng lên đi về. Ngoài Hà Nội em có đi đâu? Em muốn đi đâu? Ngoài Hà Nội có một cái gì một chùa Một Cột. Trùng khớp rồi. Ủa em muốn đi em đi ở dưới miền Tây á, mà chỗ đó nó bán đồ ăn, bán trái cây đồ ở trên xuồng trên ghe không á? Bến Tre. Ở trên xuồng ghe á, ở Hậu Giang á. Vĩnh Long. Hậu Giang. Cho qua rồi, bom vô. Cho em tới cái chợ gì đi, trên bà muốn đi đâu? Bà muốn đi đâu? Cho em tới cái chợ gì trên Sa Pa. Rồi trùng khớp rồi, đứng lên đi về. Bạn muốn đi đâu này, lên bạn muốn đi đâu? Ngoài Trường Sa Hoàng Sa là có gì nữa? Trường Sa Hoàng Sa có đảo đi máy bay. Đảo Phú Quốc. Em đi ra ngoài cái chùa. Ủa em trùng hết chân từ rồi. Thôi lẹ lẹ, phiền quá. Lẹ, bạn muốn đi đâu? Cho em tới cái núi mà đè Tôn Ngộ Không á. Núi Hoa Quả Sơn. Ủa vậy hả? Nhìn lên. Hết giờ rồi. Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn. Cái ia đâu nè bà? Ia rõ ràng. Mẹ có yêu không nào? Đúng rồi. Nhìn lên. Tình khúc vàng. Trái tim thăng hoa. Trung. Dễ nè. Nhanh tốt hả nhiệt. Qua bao thời gian nữa em lắm đồng. Bạn nói bà gì? Trời ơi, hai ông nội không biết từ mà hát nữa.
trời ơi cuối. Thời gian lắng động rồi ngự dữ ơi ngự vậy 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 ơi. Ông qua đi. Ông yêu không biết ông. Cá cỏ nâu em đi chơi cỏ nâu. Sao cỏ muốn cá? Muốn cá nữa kìa. Cùng bà Bu là cái người mà đoán được nhiều nhất. Hay ghê không? Em ghê quá mệt mỏi với cái đội em Nụ hôn hôm nay ngàn sao không phải tình anh trai.